có bức thư được gửi tới Từ Đông Trấn. Thạch Sùng sư phụ, Ngưu sư phụ, Thần Điêu sư phụ, tất tần tật trong mọi ngôi làng trải từ biển tới đây, mọi vị hiệp khách ở Thần Châu đều biến mất. Chắc họ đi dự tiệc ở đâu rồi? Hầu ca, huynh cũng đâu có được mời dự. Khai đã đoạt khí của họ, chúng ta là những người chắn giữa hắn và các tri thức uy lão để giao phó lại. Dân trong làng sơ tán hết chưa? Rồi sư phụ. Hạt Đường Lan vẫn chưa về. Khoan, họ kia. Không, xàm lắm. Sao người dám đặt chân lên nơi này? Nhìn các ngươi thật là thảm thương, rúm rõ dưới chân tên quy lão khí thế ngất trời. Ngươi không xứng nhắc tới tên người chút nào. Ta không xứng sao, cô mèo nhỏ? Ta đã chiến đấu cùng lão, ta quý lão như đại ca mình, rồi lão phản bội ta. Được, nên giờ ta sẽ phá hủy mọi thứ mà hắn đã tạo dựng. Đi! Ngươi thấy con mèo này có nhỏ không? Ta sẽ không để người phá hủy di sản của quy lão. Tại sao? Lão đã tiêu diệt ta mà. Đường Lan, là huynh nè, bồ tèo nè. Xin lỗi huynh tỷ, xin lỗi. Sư phụ, mang chúng về mau. Không, phải báo cho bố. Con xin người. Ta sẽ cho ông thấy quyền năng thực sự của khí. Không, tha lỗi cho con. Ông thấy sao hả quy lão? Có tha cho nó không? Người có thể phá hủy Thần Ngọc Cung, nhưng người sẽ không được tội nguyện. Sẽ luôn có một người xuất hiện để hạ người. Con gấu trúc, khí của hắn cũng mạnh, nhưng chừng đó là chưa đủ. Hắn sẽ chịu số phận chung với người. Không, và tất cả lũ gấu trúc ở trong ngôi làng. Phải. Phù, tâm ông đệ đã sẵn sàng.